Nếu như với Boeing 7879 thì đây sẽ là hàng ghế cuối cùng trên máy bay. Thì với dòng máy bay hiện đại nhất Việt Nam hiện nay là Boeing 7870 mà tôi đang có mặt ở đây, thì chúng ta còn có thêm khoảng 10 hàng ghế ở phía sau với hơn 80 chỗ ngồi để phục vụ cho hành khách hạng phổ thông nữa. Tàu bay có 367 ghế ở hai hạng thương gia và phổ thông. So với dòng thứ 9, Boeing 7870 dài hơn 5,5m, chở được nhiều hơn 15% số lượng hành khách và hàng hóa. Tải trọng lớn hơn mang lại cảm giác êm hơn khi cất và hạ cánh. Không gian ghế ngồi rộng rãi, độ ẩm không khí và áp suất ở khoang hành khách cũng là ưu điểm nổi bật của dòng máy bay mới này. Ghế thương gia có thể ngả phẳng 180 độ, ghế phổ thông cũng có độ ngả và khoảng cách giữa hai hàng lớn hơn các dòng máy bay trước đây. Boeing 7870 sẽ được Vietnam Airlines phục vụ đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu khai thác các chuyến bay quốc tế từ Việt Nam đi Hàn Quốc vào tháng 9 tới đây.